Là một trong 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ thực hiện thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải bán tín chỉ carbon và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính theo nghị định số 107 năm 2022 của Chính phủ, cuối năm ngoái tỉnh Quảng Trị thu về trên 51 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon. Người hưởng số tiền này là bà con ở các tổ bảo vệ rừng tại các thôn bản và các chủ rừng. Trung bình mỗi hecta rừng tự nhiên sẽ được chi trả khoảng 120.000 đồng mỗi năm từ dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon. Giai đoạn 2023-2025, Quảng Trị có hơn 126.000 hecta rừng tự nhiên, trong đó trên 20.000 hecta do các tổ bảo vệ rừng cộng đồng nhận khoán bảo vệ. Ngoài rừng tự nhiên, Quảng Trị còn có lợi thế bán tín chỉ carbon từ trồng rừng, bởi tỉnh này đang có hơn 26.000 hecta rừng trồng trong tổng số 121.400 hecta rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS, BEFC và FSC. Đây là các điều kiện để gỗ Việt được xuất khẩu vào tất cả các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật. Xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Quảng Nam có diện tích rừng lớn thứ hai cả nước với hơn 681.000 ha. Trong tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có xu hướng tăng cao hơn so với các năm, nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Trong điều kiện khó khăn về nguồn kinh phí tại chỗ, Quảng Nam đã đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng của địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, hiện nay địa phương này đang gặp khó về nguồn ngân sách nên chưa thể cân đối, bố trí kinh phí đầu tư trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2024-2025. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn. Để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2024 cũng như các năm tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch đầu tư, Tài chính quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển với tổng kinh phí hơn 24,962 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này tỉnh Quảng Nam dự kiến triển khai các hạng mục xây lắp cùng một số thiết bị cần thiết khác phục vụ trong quá trình phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Vụ hè thu 2024 này, tỉnh Trà Vinh có 2 hợp tác xã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn là mô hình thí điểm. Hai hợp tác xã được lựa chọn là hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài, xã Thanh Mỹ và hợp tác xã nông nghiệp Phước Hảo cùng huyện Châu Thành với tổng diện tích canh tác hai hợp tác xã là 800 hecta. Đây là hai hợp tác xã chuyên sản xuất lúa chất lượng cao, là điển hình tiêu biểu ở Trà Vinh trong tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Mô hình thí điểm sẽ được thực hiện liên tiếp trong 3 vụ, từ vụ hè thu 2024, thu đông 2024 và đông xuân 2024-2025. Tham gia đề án, giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo Trà Vinh dự kiến tăng 30% trong năm 2025, trong đó tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa đạt trên 40%. Đến năm 2030, giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt trên 50%. Thưa quý vị, đứng trước những tác động tiêu cực do tình hình biến đổi khí hậu gây ra, nông dân ở khu vực Tây Nguyên đang tìm kiếm các giải pháp để cây trồng có thể thích nghi với mọi điều kiện của thời tiết. Tại Lâm Đồng, thì bà con canh tác sầu riêng hay là cà phê đang áp dụng giải pháp sử dụng các loại phân bón được sản xuất theo công nghệ tháp cao đầu tiên tại Việt Nam để giúp cho cây trồng cân bằng được hàm lượng dinh dưỡng một cách nhanh chóng, vượt qua được những thời điểm bất lợi do biến đổi khí hậu tạo ra. Nhìn những cây cà phê này, không ai nghĩ nửa tháng trước chúng vừa trải qua một giai đoạn bị suy kiệt do không có nước tưới vì hạn hán. Anh Phan Văn Tâm, chủ vườn cho biết, đúng vào giai đoạn cây ra hoa đậu trái thì xảy ra một đợt hạn hán kéo dài gần một tháng. Nhưng nhờ sử dụng loại phân bón theo công nghệ tháp cao mà đến nay vườn vẫn xanh tốt, trái nhiều. Tôi bỏ mấy cái một lần một khô tưới nước mà tới bây giờ này chưa bỏ lại lần hai, sắp sửa bỏ bắt đầu mùa thì coi vẫn là xanh tốt và trái nhiều. Còn xanh tốt hơn cái vườn kế bên là đã bỏ tới hai lần rồi. Mấy người bảo là không biết bỏ phân gì là tốt. Theo công ty cổ phần tập đoàn Anh Kiệt, phân bón NPK được sản xuất theo công nghệ tháp cao này có các ưu điểm như tổng hàm lượng NPK có thể lên tới 60-65%, lại tan nhanh hoàn toàn trong nước, có thể sử dụng qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Vì vậy, cây sẽ hấp thụ được hết dinh dưỡng để phát triển trong suốt mùa khô. Đặc biệt, dù phân bón NPK được sản xuất theo công nghệ tháp cao, nhưng giá thành khi đến tay người nông dân luôn đảm bảo được hiệu quả kinh tế cho bà con.
Chúng tôi đã nghiên cứu và đã dám khẳng định là chỉ bà con nông dân chỉ cần bón khoảng đến 2/3 lượng phân bón thông thường là đã đáp ứng đủ nhu cầu về dinh dưỡng cho cây trồng, cho nên là mặc dù có thể là giá thành trên một đơn vị phân bón, một tấn phân bón thì có thể là cao hơn so với cả các phân bón thông thường, nhưng mà tính trên chi phí đầu vào của bà con nông dân để chăm sóc cho cây trồng thì lại chỉ tương đương hoặc thậm chí là rẻ hơn. Các chuyên gia phân bón cho rằng đây là lần đầu tiên Việt Nam có thể sản xuất được phân bón NPK theo công nghệ tháp cao hiện đại và đạt chuẩn quốc tế. Việc chủ động được phân bón NPK chất lượng cao sẽ giúp người nông dân yên tâm sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu, không phải phụ thuộc vào nguồn phân bón nhập khẩu. Quan trọng là sản phẩm làm ra thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm. Tôi đánh giá rất cao khi Việt Nam có những phân loại phân bón chất lượng công nghệ cao. Bởi vì nếu mà tháp cao thì giảm thiểu rất tất cả những chất phụ gia, loại phân này nó đã không có phụ gia, nó tan nhanh ấy, thì đấy là một cái lợi thế là có thể cung cấp kịp thời khi mà cây nó gọi là đói ăn, đang đói ăn mà kịp thời mà dùng nước ít, đấy cũng là một ưu thế. Công ty cũng đang nỗ lực nghiên cứu và sắp tới sẽ đưa ra hai dòng sản phẩm, trong đó có những dòng sản phẩm rất ưu việt, đấy là phân bón hữu cơ nước. Đây cũng là một dòng sản phẩm mới, rất mới trong cái chiến lược phát triển của ngành. Và một dòng sản phẩm phân bón lá. Không chỉ sầu riêng hay cà phê, mà các loại cây trồng khác cũng có thể sử dụng phân bón NPK theo công nghệ tháp cao, với mục tiêu cuối cùng là mang đến cho bà con giải pháp phân bón tối ưu để có một mùa bội thu và phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 đạt 1,96 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì riêng nhập khẩu táo đã lên tới 240 triệu đô la Mỹ, chủ yếu từ các thị trường Mỹ, Australia, New Zealand, đồng thời là mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất. Thị trường nội địa nước ta với 100 triệu dân đang là điểm đến cho nhiều quốc gia sản xuất cung ứng nông sản. Năm 2023, ước tính có khoảng 1.200 tấn táo từ bang Washington, Mỹ được nhập khẩu vào Việt Nam. Với sự tăng trưởng hiện nay, dự kiến năm 2024 sẽ có 1.600 tấn táo Mỹ xuất sang Việt Nam. Với các loại táo như Red Delicious, táo xanh Grammy Smith và táo Ambrosia. Pháp là một trong những nước có lượng táo đứng đầu EU. Năm 2023, nước này đã xuất khẩu sang Việt Nam các chủng loại táo phổ biến gồm Royal Gala, PC, Candin, Grammy Smith Story và Juniet. Ngoài ra, New Zealand cũng là nước xuất khẩu táo lớn vào Việt Nam. Thưa quý vị, tận dụng các cơ hội từ Hiệp định EVFTA, các doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường EU, mang lại kết quả tích cực cả về doanh thu và thị phần. Quý 1 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu vào thị trường EU gần 46.000 tấn gạo, kim ngạch đạt 41,4 triệu đô la Mỹ, tăng gần 118% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo xuất khẩu Việt Nam 2023 do Bộ Công Thương vừa công bố, khu vực thị trường châu Âu tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam khoảng 1,6%, nhưng vẫn đạt gần 133.000 tấn, trong đó khối EU đạt 109.091 tấn, tăng 15,4%, tương đương 14,5 nghìn tấn so với năm 2022. Theo cam kết từ EVFTA, EU đang dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo mỗi năm, với thuế suất về không sau 3 đến 5 năm, mở ra cơ hội để gạo Việt có thể cạnh tranh với các nước khác khi xuất khẩu vào EU. Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Cam kết này giúp Việt Nam có thể xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn vào châu Âu mỗi năm. Hiện Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 8 so với các thị trường ngoại khối cung cấp gạo cho EU. Và dư địa gạo Việt sang thị trường này vẫn còn rất lớn. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Thủy sản, giai đoạn 2010-2023, Việt Nam xuất khẩu tôm đến 100 quốc gia tới với 5 thị trường lớn như là châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, thu về hàng chục tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đã đưa Việt Nam trở thành nhà cung cấp tôm lớn thứ 2 thế giới, với giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 4 đã thu về 287 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước đó. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đã mang về 974 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ và tiếp tục là mặt hàng thủy sản có kim ngạch lớn nhất.
Theo VASEP, tháng 4 năm nay, ngành tôm đã chứng kiến sự thay đổi trong xu hướng nhập khẩu các thị trường chính. Nếu như trong các tháng trước đó, hai thị trường Mỹ và Trung Quốc và Hồng Kông ghi nhận các mức tăng trưởng mạnh, thì trong tháng 4 năm nay, xuất khẩu sang Mỹ giảm và sang Trung Quốc, Hồng Kông chỉ tăng nhẹ. Theo VASEP, trong bối cảnh còn phải đối mặt với nhiều thách thức, ngành tôm Việt Nam nên đẩy mạnh các sản xuất hàng giá trị gia tăng, tập trung nhiều hơn cho khâu nuôi để tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trong năm nay.